Sau khi tiêm chất làm đầy hay còn gọi là filler để nâng mũi, thì một phụ nữ 47 tuổi trú tại Hà Nội đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng co giật, mắt bên trái mất thị giác hoàn toàn. Bệnh nhân sau đó đã được các bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu thành công, lấy lại thị giác. Các bác sĩ cho biết là dù đã được cảnh báo, tuyên truyền, nhưng nhiều người vẫn tin tưởng các cơ sở làm đẹp không uy tín, không được cấp phép và dẫn tới những hậu quả nặng nề. Người bệnh được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng một bên mắt trái đã mất hoàn toàn thị lực. Các kết quả chụp chiếu, xét nghiệm cho thấy tắc động mạch não và các mạch cấp máu cho vùng mũi trán. Ngay lập tức, bệnh viện đã huy động đội ngũ bác sĩ tạo hình, các bác sĩ chuyên chống đột quỵ và mời các bác sĩ của Bệnh viện Mắt Trung ương sang hỗ trợ điều trị. Khi mà cái lực tiêm của cái người không có kỹ thuật hoặc cái lực bóp mình nặng, kinh mạnh quá thì nó còn vượt được cả áp lực của dòng máu động mạch. Và như vậy cái chất filler đó nó sẽ đi ngược vào trong đấy, thông qua cái mạch đó và nó đi ngược vào trong não. Và khi nó vào trong não thì nó sẽ gây ra các cái gì, lại được cái dòng máu từ dưới tim đẩy lên thì nó sẽ đưa những cái chất đấy sâu thêm vào trong não hoặc là sâu vào trong động mạch mắt. Thế nếu như mà vào trong não thì thậm chí là gây ra cái hiện tượng đấy, co giật này, rồi thậm chí là gây ra tắc mạch não và gây ra liệt chân liệt tay, thậm chí hôn mê. Ở đây đã có những trường hợp bệnh nhân đến với chúng tôi ở trong cái tình trạng là liệt toàn bộ nửa người. Theo các bác sĩ, tắc động mạch não và các mạch cấp máu cho vùng mũi trán là biến chứng nặng nề sau tiêm filler. Ngoài việc gây mù mắt, giảm thị lực, còn có thể gây tắc các động mạch nuôi da, cơ, thần kinh quanh ổ mắt, dẫn đến hoại tử toàn bộ ổ mắt, phải khoét bỏ nhãn cầu. Lo ngại hơn là hầu như tuần nào bệnh viện cũng tiếp nhận bệnh nhân gặp các tai biến liên quan đến tiêm filler làm đẹp. Thầy thuốc mà kê đơn để thực hiện cái vấn đề này thì phải là các cái bác sĩ chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ. Người thực hiện là các cái điều dưỡng viên mà cũng có các cái chứng chỉ hành nghề thì mới thực hiện được. Và các chất làm đầy đó thì phải được cái Bộ Y tế cho phép lưu hành, tức là có cái nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, an toàn cho người bệnh. Theo các bác sĩ, hầu hết các bệnh nhân bị biến chứng đều do thực hiện các thủ thuật xâm lấn làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ chui, không phép như spa, cửa hàng cắt tóc, gội đầu, chăm sóc da, phun xăm thẩm mỹ. Trong khi theo quy định hiện hành, các hoạt động phẫu thuật thủ thuật như nâng ngực, nâng mũi, tạo hình hai mí, độn cằm, tiêm filler hay botox phải được thực hiện tại các cơ sở y tế chuyên khoa được cấp phép và do bác sĩ chuyên ngành tạo hình thẩm mỹ thực hiện. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở các nước phát triển phải qua đào tạo từ 12 tới 14 năm mới được hành nghề.